Cảm ơn các bạn đã đến kênh YouTube của Bơm Cát Miền Tây nha các bạn. Đây thì mình Bơm Cát làm nhà đây, cặp con đường lên. Bây giờ máy thợ đang tán cái xăng này để bơm không cho chảy nước các con đường. Đây là cái xăng. Tán như lòng ngay cái cửa lại không cho chảy nước ra con đường. Đàn này cũng khá là lớn ha, khá là sâu luôn. Đem đi dài ra phía sau cho bạn xem. À, phía sau khá là sâu luôn. Giờ mình thợ đang lắp ống. Lắp ở đâu đó dừng lắp. Qua con mưa. Đất. Nó vỡ cốt rồi, cốt tự á. Đây. Cốt rồi nhậu tự á. Dạ. Rất là khó khăn. Ông này 168 ha. Ông già cầm cái đó không nổi mà. Cao không có thế đóng. Thì ở phía sau nó rất là cao ha. Đây nè. Mày lên tao dở rồi mày dở mà ông dán rồi ra coi. Đây là cái lỗ thoát nước nè. Ở dưới một lỗ đằng kia phía trên cổ. Hở nó quay nè, quay lỗ nè. Rồi. Giờ anh Thơ đang làm cái chéo. Rồi, ngon lành. Thì mình đã lắp ống xong hết rồi đây. Giờ anh Thợ anh đục mấy lỗ thoát nước lại rồi thì mình bơm. Thấy gì rất là sâu ha. Đoạn này đục hơi nhỏ, chung nữa sâu cho nó ra chút. Chưa? Xíu đây, bự bự xíu đi. Để chút xíu mà đi ra phía ngoài cái làm cho các bạn xem. Đây là phía ngoài của cái nền này. Nhìn khá sâu hơn. Hơn 2 mét. Yeah.
Thì bây giờ mình chuẩn đi bơm nè, mình bơm ô xanh rồi trước nè. Khá là xa ha, khoảng hơn 1 cây số, 168. Lên nước rồi, cũng mạnh, nó mạnh rồi đó, lên nước cũng mạnh rồi. Bơm cái xăng này cho cát nó cao lên, cho cát nó cạn nước lại nè. Hả? Cho nó ngăn nước lại, để mình giật vô nè, lớn bơm. Còn cái xăng thiếu bao nhiêu nữa, chút nữa mình bơm sau, bơm lại. Bây giờ mình chuẩn bị giật ống vô nè, lớn nè. Ra phía sau hậu bơm trước.
cổ nó nước vậy chạy. Rất là mạnh ha. Rồi chỗ sân nãy mình bơm được nhiêu đây nè. Mình bơm chú cho nó cao lên để không nước tràn ra sân thôi, chút nữa mình bơm lại. Giờ bơm lót trong cái nền mới đi. Mình quay lên khỏa. Phải không bằng luôn. Nãy giờ mình đã nói tới thêm ống nè để giữa nền, ở phía sau cũng cao lên rồi, mình đâm ra phía trước này. Thì cái lỗ thoát nước mấy bên đây ở dưới nè mình đã nhém đây rồi nè, giờ mình cho nó chảy qua bên đây, lỗ ở trên này cũng sắp chảy ở đây mới vừa chảy.
Bây giờ anh Thọ đang đục lỗ thêm để cho nó chảy nước mạnh nè. Giờ ở phía trước đã đầy toàn bộ hết rồi nè, còn cái lỗ ở phía sau họ nữa là xong. Nước giờ này càng đà luôn rồi đây. Rồi đã xong, nước sạch luôn rồi đây. Rồi sạch nóng rồi, tắt máy đi. Rồi đã tắt máy, dư mình để dung lên ở cái nền nè, dung lên khoảng 7-8 khối, 10 khối. Xăng cũng đầy luôn. Đem ra dài phía trước cho bạn xem. Mình có tấn nhưng mà nước vẫn ra ha, hạn chế thôi. Không bao giờ ngăn nước được, chảy ít. Đừng à. Quá à. Thấy đầy đường hết. Đau bụng. Đừng
Sắt này qua ngập sắt luôn hả? Ê, 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 vô mặt cái bê là không có điện luôn mà nha. Ngập sắt nhưng mà chưa đang trên nhà. Giờ rửa vệ sinh sắt cho người ta. Mày bóp đi, mày kêu vô kim điện bóp đi, bóp cái ấy đâu được. Ấu bê lên là bóp. Thì thôi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn.